xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ôi, chưa gì mới vô đã gặp được em Starka rồi. Thì trong tập ngày hôm nay mình lại tiếp tục phiêu lưu ở bên cái thế giới Ultra nha các bạn. Starka, con này nó rất là to luôn ha. Mình sẽ dùng em Rayquaza mới bắt trong tập trước để mà đánh nó luôn nha. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Trong tập trước thì có khá là nhiều bạn cho mình biết là cái con Boybon á, nó có thể tiến hóa được. Đó, thì mình cũng cảm ơn các bạn nha. Đó. Nhưng mà mình phải còn tìm được cái skill Dragon Bull thì chúng ta mới tiến hóa được nó lận. À đâu rồi? Quên, hình như là mình có một con Boybon có Dragon Bull luôn hay sao á. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi nè. Boybon nó đâu rồi ta? Để mình coi thử coi. Boybon nó đây rồi các bạn ơi. Rồi hai con. Quá xịn sò luôn. Hai con này thì chưa có Dragon Bull. Để mình coi một con còn lại nha. Boybon. À con này thì có rồi nè. Quá xịn luôn. Vậy thì mình sẽ tiến hành tiến hóa nó trong tập ngày hôm nay luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ bỏ con Nihilego vô nè. Và lấy con Boybon của chúng ta ra. Con này mới đúng rồi các bạn ơi. Trước mặt mình nó có một cái Wumhu nè. Khá là xịn. Để mình coi mình còn cái viên kẹo nào hay không. Quên, mình đã thay đổi cái ba lô một xíu rồi nè. Đó, chúng ta đã dọn dẹp lại hết. Đó. Và mình cũng đã có cầm thêm những cái đá Revive và Mass Revive. Cái này nó sẽ hồi máu cho chúng ta nha. Cái Revive này á thì trong trận á nó sẽ hồi được 50%, còn Mass Revive nó sẽ hồi được 100% nha các bạn. Rất là xịn luôn. Còn đây mình đã đem hết tất cả các đồ ở bên thế giới Overworld qua rồi nè. Đó, đem mấy cái này vô để mà gặp cái ông học skill á thì chúng ta còn có để mà học nữa. Đợt trước mình gặp ổng nhưng mà mình không có. Cay thiệt sự luôn. Tại vì có khá là nhiều em legend. Đó, để mà tiến hóa Mega phải học skill đó các bạn à. Wow, đây có cây nấm nè. Xịn ta, trên kia có con gì nữa kìa. Ủa, cái chỗ này hình như mình đã đi rồi hay sao á. Tại vì mình mới bên cái thế giới Overworld đi qua. Thấy nó cũng khá là lạ lẫm. Rồi, mình sẽ kiếm con nào xịn sò để mà chúng ta tiến hóa Boybon mới được. Chưa gì mới vô đã gặp được em Takataka rồi. Để mình coi coi. Mình sẽ đi về cái hướng nào nè. Mình sẽ đi thẳng nha các bạn. Chúng ta sẽ đi thẳng. Nó sẽ mở ra những cái vùng mới hơn. Nhưng mà có một cái bất tiện là cái map chúng ta sẽ bị lắc hơn. Tại vì nó sẽ tiến hành mở map ra lại mà. Rồi mình đã rời xa được cái Wumhu rồi đó. Ây da, đi qua bên đây. Ô, con gì vậy? Búp mi. À, cái con này nó cũng có nhiều dạng lắm nè các bạn. Giết nó luôn nha. Fly mi một phát nè con. Chết well. Nó xịn sò như vậy chứ. mình mới vừa đi qua cái con gì á. Thôi kệ đi. Chúng ta sẽ đi xuống cái tòa lâu đài này luôn ha. Rồi mình sẽ dùng em Ray Huza để mà bay qua nha các bạn. Chứ chưa gì mà dùng Ray bay qua nó sẽ bị lắc map á. Nó bay nhanh quá mà. Wow, đó nó hiện ra một cái đảo kìa. Quá to luôn. Dưới đây có khoáng sản nữa nè các bạn. Xịn sò nha. Rồi. Ơi lộn. Con này nó làm gì bay được. Lộn. Đó, con này mới bay được nè. Bay lên, bay lên. Ây da, da, nó hơi lắc một xíu. Bay được một xíu thì chúng ta sẽ xuống đi bộ liền. Chứ không là nó lắc lắm. Ở đây mình thấy cái gì nè. À là một cái cây berry. Rồi nó giống như chuối vậy chứ. Ta-da. Raku plate. Ồ, hay quá. Từ từ, để mình bật cái XP on lên cái đã. Có ông cảnh sát ở đây luôn. Mình sẽ thách đấu ổng nha các bạn. Ông này cấp 84 rồi đó. Mình sẽ dùng viên đá Z cho Rayquaza chiêu Devastating Quake. Ông quên. Mình quên mất các bạn à.
Cái con Snubbull này nó thuộc hệ tiên nên mình dùng skill hệ rồng quýnh không có tác dụng. Trời ơi, quên mất tiêu. Rồi, vậy thì mình sẽ cho nó Mega lên đi. Mình sẽ dùng chiêu Incisor nha. Ồ, Mega Scissor nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Lên rồi. Đó, được một khúc máu luôn. Nói chung cũng khá là mạnh. May nè con. À, nó không quýnh được cái con Caesar của mình hả? Cho mày chết queo luôn. Con Snubbull này nè. Con này là con... À, con này con Rainbull chứ. Tiến hóa của Snubbull. Nãy giờ tôi bị hố mấy lần rồi đó. Rồi, chết queo rồi. Ồ, và Bonbon nó vẫn chưa lên được level luôn. Để mình coi cái ống kinh nghiệm của nó coi. À, lên được một khúc à. Trời ơi, khổ vậy. À, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thôi nha các bạn. Đây nha. Nó hơi lắc lắc một xíu. Trước mặt mình nó có một cái gì đây nè. Cái gì hết xịn sò đây. Một cái kiến trúc gì đó. Nhưng mà để mình qua mình lấy cái quả Master Ball trước nha. À, cái này. Cái tòa tháp ma các bạn à. Các bạn có thể luyện cấp ở trong cái tòa tháp này nè. Rồi, đi xuống lấy Master Ball. Ta là được một cái mèo. Trời đất ơi. Được toàn cái gì đâu không à. Cái tòa tháp ma đó nó đang bị lỗi với game shark đó các bạn à. Là khi lấy đi cái Master Chest rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn cái dấu như vậy. Ồ trời, nó bắt đầu tối rồi kìa. Trời ơi. Thiệt là kinh dị. Được ICM Z, viên đá Z của hệ băng. À, cũng ngon. Mình đang ở cái vùng Extreme Hill nè các bạn. Không biết vùng này có em huyền thoại nào không. Lần trước thì may mắn bay ngang qua cái vùng Extreme Hill M. Extreme Hill cộng chứ. Chúng ta gặp được Rayquaza. Ồ. Ôi, ở đây là
có con nấm nè, fungus. Có con nấm, con boss nấm rồi nè, chúng ta sẽ chơi nó luôn nha. Fungus. Đâu rồi, đâu rồi? Tính chạy đi đâu hả mày? Ồ, một khúc máu liền. Extreme speed đi. Wow, đánh cũng đau đó. Mình có thể dùng cái chiêu rest này nè để mà hồi lại, để mà hồi lại máu. Nhưng mà thôi, để mình coi thử coi boy bon nó lên được cấp chưa. Được nửa cây rồi các bạn à. Chắc mình sẽ dùng luôn cái viên viên kẹo quá cho nó lên cấp cho nhanh luôn ha. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Học được toxic nè. Và cuối cùng thì em Bon Boy này nó cũng đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Đó, tại vì mình đã có sẵn cái skill Dragon Bulls rồi. Con này nó bự lên trên kìa. Nó kinh vậy. Đây là Naga Needle. Wow, học được toxic nữa nè. E-cutter, mình sẽ thay y bằng Helping Hand nha. Ui, vải trưởng anh nó bự vậy. Đúng chất Ultra Beast luôn các bạn ơi. Đây mới là quái vật trên thế giới Ultra nè. Ui, nó to vải trưởng luôn á. Con này thì kích thước Giant à, và nó cộng Speed luôn. Khá là xịn đây. Chúng ta có thể cởi được nó không? Hình như con này không thể cởi được các bạn ạ. Chúng ta không có thấy được nút cởi ở đâu hết. Wow, đẹp quá. Để mình ra đây cho các bạn coi kỹ hơn nha. Naganado. Đẹp phải trưởng. Đó, nhìn thấy cánh đó nè. Na ná con Lunala. Na ná con Lunala nha. Rồi, xong rồi. Naganado. Mình sẽ tạm cất nó vào trong nha các bạn. Để mà lấy cái con Nihilego của mình đi ra mà luyện. Đó, hàng xịn, hàng xịn. Ultra Beast nè. Đó, xịn sò ngay. Rồi trước mặt mình lại là cái vùng jungle nè. Gặp nó hoài luôn á. Ui, và một ngôi làng các bạn ơi. Để mình qua bên kia mình coi thử ngôi làng có gì xịn nha. Cởi Mewtwo bay nào. Hơi bị giật một xíu. À, ở đây nó có một cái hội quán. Rồi, có vẻ như là hội quán hệ điện rồi các bạn ơi. Lên, lên, lên. Mình sẽ lâu chỗ này là Electric Kim nha. Electric Kim. Đó, hội quán hệ điện. Xịn sò ngay. Trên trên nó có con linh vật à. Và cái con linh vật đang bay lên luôn các bạn. Vãi chưởng thiệt. Game này hài hước vậy. Con này nó bị kẹt lên cao luôn hả? Nó có rớt xuống không ta? Ôi, nó kẹt lên cao luôn các bạn à. Kinh quá à. Rồi, thôi kệ nó đi. Rồi, chúng ta sẽ đi vô đây thử có skill gì mạnh không. Ta là bán bon cũng khá là ok đó. À, có bán được mấy cái revive nè, mấy cái này để chúng ta hồi máu lại á. À, bên đây không có bán skill rồi. Hay, thôi kệ, không bán skill thì thôi tôi đi. Lại tiếp tục cuộc hành trình thôi các bạn ạ. Ây da da. Chết rồi, quăng lộn con Mewtwo xuống dưới rồi. Lấy con Rayquaza để mà cởi mới được. Đó, lại tiếp tục lên đường. Bên này là một cái vùng đất khá là đẹp nè. Mình sẽ dừng chân bên đây nha. Wow, trời, nó còn Zubat hay con gì kìa. Nó bay tùm lum hết. Sao bữa mình không có đem đồ thì nó lại gặp cái ông Mew Tutor nha. Hôm nay đem thì lại không gặp cái ông River Shiny kìa các bạn à. Mình sẽ không bắt nó đâu, tại mình lỡ đi qua bên này rồi. Đi qua lại nó cực lắm. Đây, mở cái bit chat coi. Raccoon Memory. À, Dragon Memory chứ.
Trời ơi. Toàn mấy cái memory này không? Có phần nào xịn sò nữa không? Ây da. Hay mình lại quay trở lại cái chỗ mà tập hôm trước mình dừng chân nhỉ? Mình có lưu cái chỗ đó rồi. Nhưng mà thôi, tập này chúng ta sẽ đi cái con đường mới, không còn cái con đường cũ nữa các bạn à. Ủa, ghê gì ta, nằm ở trên luôn nè. Để mình bay lên mình lấy nha. Ai, bay lên không được rồi. Cao quá. Bay lên không được rồi. Cao vãi chưởng, ta sẽ bay được. Cái hướng bên này nè. Đây. Ở đây mới lấy được chứ. Chu Sky Attack. Một skill hệ bay cũng khá là ngon đó. Ồ, bên này nó có được một cái rừng rừng Taiga hả? Một cái lỗ Ultra nó mới xuất hiện kìa. Khu rừng Taiga này có ổn không? Wow. Chỗ này nó còn có cái rừng mái nhà nữa nè. Khu này cũng xuất hiện một em legend gì á, mình quên rồi. Khu Root Forest này nè. Hey, đi mãi không thấy em nào xuất hiện hết vậy. Wow. Ủa, vùng này vùng gì vậy? Taiga Hill hả? À, những cái phi thuyền nè. Cuối cùng cũng gặp được nó rồi đó. Mình ghi có gì không? Hình như không có gì rồi. Để mình sẽ tạm lên phi thuyền một tí nha các bạn. Tạm đi lên phi thuyền một xíu. À, bên kia đây cũng có một cái rương kìa. Bay lên, bay lên, bay lên, hơi lắc quá vậy. Lót mắt không kịp đấy các bạn à. Lắc vãi chưởng luôn. Chúng ta vào đây kiểm tra coi. Ta được mấy cái iron. Bên đây được mấy cái plate. Plate chắc mình không có còn nữa đâu, mình đủ rồi. Giờ mình chỉ lấy khoáng sản thôi các bạn. Ta bay qua được bên đây không? Mình nghĩ là vừa sức. Ây da, vừa sức không ta? Thôi xong, đang giữa chừng. Đang bay giữa chừng mà nó bị dừng lại rồi. Ta được Emerald nè, ngon. Được kim cương luôn. Wow, được cái Iron Horse Armor luôn nè. Mấy cái yên ngựa. Đây, Emerald thì mình sẽ cất trong đây nha các bạn. Trên đây còn một cái rương nào nữa không? Hình như là hết hết sạch bách rồi. Không còn cái gì nữa. Wow, vùng này to vãi chưởng luôn á. Ta sẽ tiếp tục nha. Bên đây có một cái Ultra Deep Sea nè. Một cái biển sâu bên thế giới Ultra nhưng mà nó khá là rộng luôn ha. Rồi, lại tiếp tục thôi các bạn ơi. Theo lâu hả? Dứt mày luôn. Có con boss quanh đây. Phải dứt nó ngay mới được. Theo lâu. Đây rồi các bạn à. Trốn trên cây hả mày? Mày nè con. Một hit nó chết queo luôn rồi kìa. Xịn như vậy chứ. Chest, bit chest. Được đắc memory. À, new skill này mình chưa có nè. Nghe khá là lạ. Rồi, bên đây mình sẽ thẳng hướng về phía bên này nha. Đi qua những cái khu rừng Taiga. Biết mình bay tới không? À, hai lần quá các bạn ơi. Vừa đủ sức luôn á.
những khu rừng taiga này có gì xịn sò cho tôi không? Ây da, mẹ em thấy là rớt rồi. Whopper nè. Whopper. Dylan. Dylan mùa thu sao các bạn à? Đó, nó đang đi đâu á? Rồi chúng ta sẽ thử bay qua bên đây một lần nữa nha. Mấy em tí là rớt luôn rồi. Mình sẽ cố bay lên cái cây bên này. Đó, rồi từ cái cây này mình sẽ nhảy lên nha. Nhảy lên. Thôi xong. Nhảy lên không không được các bạn ạ. Trời đất ơi. Cảm giác mà gặp mấy con Ultra hoài á, bây giờ qua bên đây kiếm nó khó quá chưởng luôn. Flynium Z hả? Đá của hề bay nè. Wow, ngủ đẹp quá vậy. À, Bonita đây là cấp 1 thôi. Mà giờ nó làm lại rất là đẹp ha. Cái gì vậy? Vãi, con này nè. Nó tóc biến lên mình các bạn ơi. Mày nè con, chết bèo. Wow, cái vùng plain này thiệt là đẹp luôn á. Ui, có con gì nữa kìa. Đây là con Sharpus. Sharpus mùa xuân nha các bạn. Charmander. Charmander này không có Shiny. Mà lâu rồi mình mới gặp lại nó các bạn à. Charmander. Wow, này nhiều em Pokemon dễ thương quá chưởng luôn á. Fenpi. Ủa, tại sao mình ở chỗ này lại gọi là Jungle M ta? Phải chứ, nó lỗi à. Ra đây thì lại là Extreme Hill. Kỳ lạ. À, có con Torkoal nè. Và mình dứt điểm nó mới được. Đây. Rù núi lửa này mà. Ô, có âm Trader luôn kìa. Ha ha, đâu xuất hiện vậy? Ui, nó làm chóng mình kìa. Thôi, mình sẽ phải đổi qua con mới. Đổi Nihiligo mới được. Mình sẽ dùng skill Headsmart nha. Đó, một hit chết queo, cho mình viên kẹo liền. Đổi con Hunter lấy con Medicham. Medicham mình có chưa ta? Để mình kiểm tra coi. Medicham, con này mình có đó các bạn à. Thôi vậy mình sẽ không đổi nữa. Wow, có con boss Charmander luôn. Căng vậy. Charmander. Mày này con, một khúc máu luôn. Cho mày chết queo luôn. Cho mình cái upgrade nè. Viên kẹo này mình. Để mình coi coi. Cái con Rayquaza sắp lên cấp rồi. Chắc mình sẽ chờ nó lên cấp rồi mình sẽ cho viên kẹo luôn nha. Cái con boss mà nó chạy rồi. Staravia. Còn miếng phở này. Kiếm chuyện với tôi hả, con miếng phở. Rồi, chúng ta sẽ tạm xa lánh cái vùng đó đi. Wow. Matchup. Hôm nay nhiều em Pokemon xịn quá các bạn à. Nổ. Sao cứ thích kiếm tôi vậy? Nó lên cấp 76 các bạn ơi. Mình sẽ đẩy nó lên cấp 77 luôn. Ồ. Ngon liền. Mới tập trước cấp 70. Tập này đã cho nó lên cấp gọn trơn luôn. Wow, lại xuất hiện Charmander nữa. Cái vùng này vùng gì xuất hiện hoài luôn á. Đúng là đã thực sự luôn. Qua bên đây á, mấy em Ultra Beast nè. Mấy em huyền thoại á, nó xuất hiện quá chừng quá đất luôn. Chúng ta đỡ phải mất công tìm cực khổ như bên thế giới bên kia các bạn ạ. Chắc rồi tôi đi một vòng mới nhận ra bên đây mới là cái cổng. Wow, cái con Trans Wheel. Nhìn cho nó đẹp đẹp thôi. Đây, đây là một cái dạng khác của Budil nè các bạn ơi. Đó, nhìn nó lạ ha. Đấy.
Steel Memory. Trời đất ơi, không được một quả bom nào an ủi luôn á. Để mình đi qua mình lấy một cái rương. Oh, con Spiro Shiny kìa. Spiro, Spiro. Để mình search coi mình có chứ nha các bạn. Đây mình có con Spiro rồi nhưng mà không phải Shiny. Oh, ngon. À, ê, đi đâu vậy? Trời, hên quá, tưởng nó mất tích là xong luôn á. Mình sẽ dùng luôn cái quả Liverpool nha các bạn. Con này mới cấp 20 thôi, cứ Liverpool mà xả thôi à. Ôi, Ultra Beast Nihilego đã xuất hiện. Nhưng mà con này mình đã có rồi. Trời đất ơi, thiệt sự luôn. Nihilego nè, có rồi, cho tôi nữa chơi vậy. Ây da, tại mình biết mà, mình xuất hiện, mình đang ở cái địa phận của mấy con Ultra Beast này thì tụi nó sẽ ra ngay thôi à. Nihilego cầm củ tỏi rồi. Trời ơi, gặp thêm một em mà mình đã có rồi nữa. À, tính ra nãy giờ là gặp hai em chứ ha. Em Nihilego với lại em Staka Taka. Rồi, hy vọng gặp được em nào mới nữa. Ui, à con Jungu này, mình tưởng có gì. Thế cái đuôi nó sợ vậy. Đây, lấy Master Jet nè. Có vẻ bên thế giới Ultra nó sẽ nó không còn chứa chấp mấy con mấy con xịn xịn nữa rồi. Nó không cho mấy con, không cho mấy con đó ra nữa rồi nè. Buồn vậy. Whirlwind hả? Cũng được. Wow, lại gặp cái tòa này nữa. Gặp liên miên luôn. Thôi kệ, lên lấy luôn nha các bạn. Có rừng này chúng ta cứ thoải mái mà lên lấy thôi. Wow, qua vùng jungle rồi và nó xen kẽ luôn cái vùng Root Forest nữa nè. Hy vọng qua bên đây chúng ta sẽ được đổi vận. Ta-da, được Emerald. Bên đây, trời ơi, Diamond vàng với lại Iron luôn nè. Đó, lầm hết ngay. Khoáng sản này chúng ta sẽ không thể bỏ qua được. Nhất là Iron. Đó. Về mình còn tạo mấy cái đế của quả cầu nữa. Ôi, Skatana. Một em Ultra Beast đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Ồ, con này lạ ha. Skatana. Ui, nó ở trên đây nè. Ui, cho nó chút xíu vậy. Trời ơi, chúng con nhỏ rồi. Ok, méo mó. Có hơn không các bạn ạ? Skatana. Ui, nhìn nó cũng na ná con Caesar của mình ha. Nhìn nó rất là mỏng luôn nha các bạn. Wow, đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Mình sẽ bắt nó gọn luôn bằng quả Whipborn trước nha. Whipborn ra trận. À, không được rồi. Chúng ta sẽ đổi quả khác. Mình sẽ bắt bằng Ultra Ball tiếp nha. Quả thứ hai là Ultra Ball nha. Ui, cũng không được rồi. Khó vậy. Tiếp tục spam thêm mấy quả nữa cho nó sợ. Ôi, và con Katana đó đi đâu rồi? Mình không thấy nó nữa. Ơ? À, nó đi xuống dưới rồi các bạn ơi. À, đây nè. Tiếp tục là một quả Ultra Ball.
Rồi sắp xỉ cũng là buổi tối rồi đó. Sắp tới thời mình dùng Dustborn rồi. Rồi Safari Ball trước nữa đi. À bên kia có một cái nhà thách đấu nữ kìa. Để mình qua luôn nha. Và Safari Ball đã bắt được thành công. Cuối cùng thì mình cũng đã thêm được một em Ultra Beast mới vào cái đội hình của mình rồi nha các bạn. Đó chính là con Katana nha. Từ từ để mình xử. Xử mấy con này. Chết rồi, quên. Cái con Azuril này nó thuộc hệ tiên, nên là quất nó không có được. Quất nó bằng hệ rồng không được. Chơi bằng hệ khác mới được thôi các bạn à. Đó, gì có con vậy. Kỳ cục. Và đây có một con hút hút nè. Xử tụi bay trước luôn. Hên quá. Ngon. Tự cái tập này phải kết thúc. Không có em nào mới chứ. Hồi nãy mình thì mình đã có tiến hóa cái con Boy Bon rồi ha. Bây giờ có thêm con Katana nữa. Quá ngon rồi. Đủ rồi, để mình coi thử. Cái Katana Biome nó sẽ spawn tại cái vùng Ultra Forest các bạn à. À, vậy có lẽ là chúng ta đang ở vùng Ultra Forest rồi đó. Mình sẽ lưu cái chỗ này là địa điểm mới nha, để mà tập sau chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Ta là Hidden Power, sức mạnh bí ẩn. Còn một cái Master Chest nữa. Nhưng mà khoan đi, mình sẽ kiểm tra cái con Katana này cái đã. Nó đây anh em ạ. Wow, rất là đẹp ha. Đúng rồi, nó cũng giống cái cây kiếm Katana nè. Hai đầu. Ui, nhìn nó khá là bén ha. Con này là giấy hay sao các bạn à. Mình sẽ coi thông tin của nó coi. Kích thước enormous. Kích thước lớn nhất của nó. À, kích thước lớn thứ nhì của nó nè. Kinh vậy. Có được một skill cắt nè. Skill đau lá hả. Laser focus detect. Ui phải chủ mình tưởng cái thước nhỏ nhất chứ. Trời con này. Để mình đọc thông tin nó luôn nha. Katana chiều cao 0.3m, nặng 0.1kg. Ui vãi. 0.3m là nó có chút xíu à. Hên mình gặp con kích thước cũng được ha. Con kích thước lớn thứ nhì rồi nên nó mới bự như vậy. Wow. Đúng là kinh khủng luôn. Ok, nói chung là khá là xịn rồi. À, thì chắc mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nữa. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Và chúc các bạn có một cái năm mới vui vẻ, phát tài và học tập làm việc thật là tốt nha. Bye bye.